Em thuộc đấy anh em ạ, Đinh Văn Duy, Ngọc Huân, Trương Thế Khải, Duy Tuyến, Minh Đức. Trận đấu bắt đầu 0-0. Biên hai của Ngọc Thuần, vâng, một pha tấn công tầm cao từ biên hai, điểm bóng cho biên phòng. 1-0. Rồi anh em ơi, có nguy cơ chăm đôi giày đi rồi, đội kia sung thế. Phát bóng tấn công của Ngọc Thuần, 3-3. Chàng trai đến từ thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình, cái nôi của bóng chuyền chuyên nghiệp Việt Nam rất mạnh. Một pha phát bóng như đập, bóng chạm trán cơ hội phản công. Đó là Phạm Văn Hiệp. 3-3 của Tú MC. Vâng, trọng tài đã bắt lỗi dẫm vạch 3m của Tú MC. Điểm bóng cho biên phòng, 2-0. Phạm Như Khánh 3-1 cho biên phòng anh nhé. Ok, được 3-1 cho biên phòng thì anh rất vui. Tại vì anh chị em biết để mình là fan cứng của quân đội rồi, biên phòng hay là thể công. Đặc biệt đội biên phòng còn đang mặc bộ trang phục của thương hiệu VSD. Ngày hôm nay nếu biên phòng thắng mà Đỗ Nguyên Thanh mất 100 đôi giày sói đầu đàn thì mình cũng rất hạnh phúc anh em nhá. Cực kỳ hạnh phúc luôn. Trận đấu này kiểu gì kết quả thế nào thì mình cũng hạnh phúc, nhưng ngược lại là ngày hôm nay Ninh Bình thắng thì quỹ cơm thiện nguyện của các con đang nằm điều trị tại bệnh viện Nhi sẽ có thêm là bao nhiêu anh em ơi? 100 nhân với 500 nghìn là 50 triệu anh em ạ. Nếu Ninh Bình thắng 5 triệu hay 50 triệu nhỉ? 50 triệu đấy anh em ạ, kinh khủng luôn. Thế nên kết quả thế nào mình cũng là người hạnh phúc. Bóng ngoài sân và điểm bóng cho Ninh Bình, 2-2. Nguyễn Giang 3-0 cho biên phòng anh ạ. Ok anh em. Nguyễn Đức Sơn biên phòng thắng anh nhá. Ok anh, cảm ơn em. Phát bóng tấn công của Xuân Trường. Anh em biết như là Quyết Duy hôm nay còn đau lưng như vậy. Đánh phản công 3 vàng sau của Ngọc Thuần, quá hay luôn. 3-3 cho biên phòng. Hồng hôm nay quan sát trên sân thì không cầu thủ nào của biên phòng đau lưng như Quốc Duy trận đấu vừa rồi. Nên khả năng biên phòng thắng sẽ rất cao. Phát bóng bay của Trương Thế Khải, Tân Bình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Chuyển một tốt của Tú MC, nhanh chồng của Thanh Tùng, ba chắn theo rất rát, vẫn là hai chắn. Chúng ta cùng chờ xem bóng đã chạm chắn ra ngoài. Ở bên kia ăn mừng rất phấn khích và cho rằng challenge. Vâng, biên phòng đã challenge cho rằng là bóng chưa chạm chắn. Vâng, biên phòng đã mạnh hơn, lại còn có thêm cả công nghệ challenge hỗ trợ nữa. Có challenge thì chúng ta không lo về những vấn đề tiêu cực anh em nhá. Nhưng ngược lại, có thịt lợn sạch kia rồi, 500k nhá. Ấy, thịt lợn sạch. Đây, thịt lợn sạch làm múa. Tay nó nút, không tay. Vâng, và không tay cho biên phòng, điểm bóng cho biên phòng. Không biết 4-2 à, 4-2 hay là 4-3? 4-2 anh em ạ. Anh em ơi, hơn 5.000 anh em rồi, anh em đừng comment nữa. Anh em nó đang loát, mọi người bình tĩnh đừng comment nhé. Ba bốn, Ninh Bình phát bóng. Đấy, thịt lợn sạch đấy. Thanh Hải phát bóng. Chuyển một chưa tốt của Ngọc Huân, cơ hội. Bóng ngoài sân. 4-0 cho Ninh Bình rồi anh em ơi. Thời lát anh ơi, cảm ơn anh em nhá. Anh em hết sức bình tĩnh, một lát nữa là nó sẽ loát ngon lành thôi. Thanh Hải phát bóng 4-0. Biên 4 đang là Minh Đức, 3-3 là Ngọc Quân, biên 2 là đội trưởng Văn Hiệp. Tiếp tục lại là lỗi chuyền 1 rồi. Bóng trong sân và một điểm may mắn. Không phải may mắn anh em ạ, bản lĩnh và kỹ thuật của biên phòng. 5-4 cho biên phòng.
Đội trưởng Phạm Văn Hiệp phát bóng. Phạm Văn Hiệp thì giải này phong độ không được cao anh em nhé. Phát bóng an toàn rồi. Một chân sau đầu của Cú Văn Hoàn, phòng thủ hay của Phạm Văn Hiệp, phản công của chính Phạm Văn Hiệp. Quá hay luôn, phát bóng, phòng thủ và phản công. 6-4 cho biên phòng. Anh chị em đang xem, đây là hiệp đầu tiên trận chung kết Ninh Bình áo vàng, biên phòng trang phục của VSD áo trắng. Trước đó thì là trận tranh giải 3. Thể Công trang phục VSD đã thắng các cầu thủ Hà Tĩnh. Vâng, lỗi 4 truyền và điểm bóng cho biên phòng 7-4. Ở cả hai đội nhập cuộc trận chung kết tương đối căng thẳng, đã có những lỗi hơi sơ đẳng anh em ạ. Đó là lỗi thiếu tập trung thôi. Lỗi thuộc tâm lý là chính. Cách đây 3 hôm thì lượt xem nhiều nhất trực tiếp là khoảng 5.400k anh em ạ. Ngày hôm nay thì đang là 5.001 rồi. Phát bóng tấn công ra ngoài. Rất tiếc là không hiểu sao mạng hôm nay nó hơi lag. Anh em comment ít một chút thôi là được. Vâng, thịt lợn sạch bắt lên phòng nhưng đang ra kia cổ vũ cho Ninh Bình. Tấn công như búa bổ. Người phòng thủ hay là Trịnh Duy Phúc. Rất tiếc hàng chắn của Linh Bình chạm lưới. Điểm bóng cho biên phòng 8-5. Có phải làm lon bò húc thôi. Có bác cho mấy lon bò húc, túi vẫn có nhưng mà uống thinh. Rồi tí anh lái xe. Quá hay, đó là Cú Văn Hoàn. Vâng, nỗ lực lăn xả cứu bóng của Ngọc Thuận không thành công và điểm bóng cho Ninh Bình 6-8. Năm ngàn tư rồi, 5.005 thì anh em nào chụp bộ màn hình anh em nhé, tại vì hôm trước là 5.004. Phát bóng tấn công quá hay của Tú MC. Đó là một pha chém bóng của Duy Tuyến. 9-6 cho biên phòng. Đúng rồi, có bạn comment là biết lát thì anh em đừng comment nữa, một lát là ngon ngay. Anh em để cho nó khỏe khỏe xong anh em comment sau. Tất cả chúng ta cùng bỏ khoảng 5 phút không comment gì anh em nhé. Cảm ơn hơn 5.500 anh em rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Trận đấu này là Đỗ Nguyên Thanh được vâng tấn công ngoài sân chưa chạm chắn. 16 cho biên phòng. Đỗ Nguyên Thanh mất 100 đôi giày sói đầu đàn hay là các con được 50 triệu đây anh em ơi. Chúng ta cùng chờ xem kết quả trận đấu sẽ là như thế nào. Điểm số trên sân là 16. Còn đối với bản thân cá nhân Thanh thì kết quả thế nào cũng hạnh phúc anh em nhé. Xuân Trường bóng chạm trán thành công, điểm bóng cho Ninh Bình 70. Thôi anh em tạm thời đừng comment nữa đi cho nó nét anh em ơi. 5.600 anh em rồi đừng comment nữa. Cú Văn Hoàn phát bóng tấn công, những pha phát bóng cực kỳ khó. Không có Quang Khơi em ơi, Quang Khơi đi Long An rồi. Nhanh chóng trên cần, vâng, một pha tấn công trên cần, phải nói là đội trưởng Thanh Tùng phòng thủ quá hay. Vâng, biên hài của Phạm Văn Hiệp tấn công xuyên chắn. 11-7 cho biên phòng. Khả năng biên phòng của anh này là anh đi hết một hiệp là đi 33 đôi rồi. Kèo này chơi lớn quá. Kiểu gì mình vẫn được mà. Kiểu gì mình vẫn được. Có 100 người sử dụng đôi giày thì nó lại lan tỏa đi bao nhiêu. Kiểu gì được. Nhưng tự nhiên cho không thì nó vô duyên. Không, anh nói thật. Anh thích ấy lắm nhưng anh chỉ ngại nhất. Em biết là ngại chứ. Ngại mà đứng đóng. Kiểu đóng giày gửi cho mọi người là ngại. Kiểu mình không tiếc cái gì, kể cả mũ hay là cái gì. Nhưng bây giờ kiểu ngồi mà gói gói trong những địa chỉ trong gửi cái đấy là cái ngại nhất. Thế nên chơi thì nó phải xứng đáng. Kiểu đấy. Đinh Văn Duy phát bóng 12-7.
quá hay, đó là Bùi Văn Mạnh, chàng trai đến từ Nam Thượng Kim Bôi Hòa Bình, một pha xử lý hai chuyền đẳng cấp 8-12. Anh em ơi, 6.000 anh em rồi, lag thì anh em đừng comment nữa anh em ơi. Mình bảo khoảng 5 phút đi. 5 phút mọi người đừng comment cái gì nữa mà anh em. Vâng, một pha tấn công như búa bổ, gần như không chán anh em ạ. Anh em thử xem ngày hôm nay Ninh Bình chống biên phòng như thế nào. Khi biên phòng có những mỗi tấn công giữa chắc, có chuyền một của Vũ Anh Tuấn quá hay. Và những pha 3-3. Biên 2, biên 4. Phạt bóng như đập của Ngọc Thuần. Úi dồi ôi. Bóng chạm chắn ra ngoài. ...9-13 cho Ninh Bình. Không biết anh em nào đã biết có một cái giải nào tầm cỡ mà thuộc trong liên đoàn bóng chuyền của một quốc gia không, mà có một kỷ lục là 19 năm vào 18 năm đều vào chung kết anh em ạ. Ninh Bình đang dẫn kỷ lục là 18 năm liên tiếp đều vào chơi trận chung kết của giải đấu. Cơ hội phản công. Biên 2 Phạm Văn Trung. Trung Ngọc Lạc. Vâng, một pha tấn công của Trung Ngọc Lạc Thanh Hóa. 10-13. Chính Tể Công đã thua bởi đối chuyền Phạm Văn Trung. Phạm Văn Trung này đã từng bị hạ bởi Đô Soái Ca và Huy Thông Hòa Bình tại Chảo Lửa VSD. 10-13. Nhưng mà sau một năm thì Trung đã tiến bộ rất nhiều rồi. Ôi, ngoài sân. Trong, trong. Bay nhanh quá nhỉ? Bay nhanh quá, nhìn như ngoài. 14-10 cho biên phòng. Lâm Giang kèo sói đầu đàn 3-0. Em ơi, trên livestream này là không công nhận đâu nhá. Chỉ có trên Zalo, mà Zalo là số riêng của anh. Mọi người đừng nhắn vào số công ty nhá. Nhắn số công ty cũng là không hợp lệ đâu. Mọi người cứ... Quá tốc độ. Đó là Thanh Hải. Phạm Văn Trung đến từ Ngọc Lạc Thanh Hóa anh em ơi. Ôi, bây giờ mình mới ngẩng lên nhìn là 6.350 anh em rồi. Thanh Hải phát bóng. Bỏ bóng giữa bát nước chấm quá hay, Cù Văn Hoàn không nghĩ cây cầu thủ. Xứng đáng anh em ạ, điểm bóng này là xứng đáng cho Ninh Bình. Không nghĩ một cầu thủ như Cù Văn Hoàn cao hơn 2 mét. Bình thường cúi đã vất vả rồi mà vừa rồi là lại một pha cúi để cứu bóng. Cao hơn 2 mét anh em ơi, cúi xuống nhặt tiền còn vất vả. Thế mà pha bóng vừa rồi còn cúi để phòng thủ. Phạm Văn Trung tấn công phản công từ biên 2 thành công 12-14. Quá tốc độ của Duy Tuyến tuyển Việt Nam. Chàng trai đến từ Nam Định 15-12 cho biên phòng. Sáu ngàn 550 anh em rồi. Kỷ lục của HD Live là tại Hòa Bình anh em nhé. Gần 12.000 anh em xem trực tiếp chỉ trên Facebook thôi. Không tính các nền tảng khác. Lại là Phạm Văn Trung. Lần này bóng không ăn tay. Vâng, bóng đã vào cù tay không ăn. 16-12. Ngọc Lặc. Ngọc Lặc Thanh Hóa. Hả? Trẻ Linh Bình luôn. Phạt bóng quá đẳng cấp. Hơi thiếu. Đó là Tú MC anh em ạ. Đường truyền của Văn Mạnh hơi thiếu một chút. Nhưng những cầu thủ kỹ thuật như Tú MC thì mới có thể tấn công ra điểm 13-16 cho Ninh Bình. Vâng. Phạm Văn Trung đến từ Ngọc Lặc Thanh Hóa. Niềm tự hào của Thanh Hóa. Sẽ là phát bóng tấn công hay phát bóng bay? Phát bóng bay rồi. Bay đi cho an toàn. Tốt rồi. Ngọc Thuần 3-3. Vâng, trên cần hết. Cú Văn Hoàn 2 mét. Chắn bóng vẫn không nhìn thấy tay đâu. 17-13 cho biên phòng. Sáu ngàn tám rồi, số đẹp quá anh em ơi.
chú anh cho anh phát 6.800. Ôi 6.900 rồi. Ô anh Dũng ơi. Số đẹp quá. Chúc mừng. Mở bóng kỹ thuật. Quá hay, một pha bỏ bóng vào giữa vạt được chấm của Trung Ngọc Lạc. Điểm bóng lúc này là bao nhiêu? 14-17. Rồi. Chúc mừng anh giải 3 nhá. Sao? Giải cọ sát mà anh. Chúng ta có thể làm được hơn. Vâng. Cũng được hơn nhiều. Vâng. Quá hay, đó là Ngọc Quân 18-14. Có con bơm xịt nó sang thì là ngon quá nhỉ. À, con đấy đẳng cấp rồi. Cố gắng là bơm tăng lên gì. Chúng ta là bơm xịt. Vâng, hơn 7.000 anh em rồi, cảm ơn mọi người. 18-14. 100 đôi sói đầu đàn hay là 50 củ đấy anh em ơi. Rất hồi hộp. Bài Phạm Văn Trung. Không được rồi, đường chuyền hơi thu anh em ạ. Thu vào trong quá, 19-14. Ninh Bình xin tạm dừng hội ý 30 giây. Biên phòng mạnh mà. Nhưng mà cũng chưa biết được anh ạ. À. Trái bóng tròn mà anh. Thật sự là đội nó ổn định, nó thêm Thế Khải nữa. Tầm giờ không ai chắn được Xuân, đúng rồi. Xuân trên cần luôn. Anh ơi, sói bên Trúc Chi đôi nào hơn vậy ạ? À? Hai đôi là xem nhau em nhá. Anh em ơi, hôm nay mà Ninh Bình thua thì là Thanh mất 100 đôi sói đầu đàn anh em nhá. Còn nếu mà Ninh Bình thắng là quỹ cơm thiện nguyện của các con đang nằm điều trị tại Viện Nhi là có thêm 50 triệu anh em nhá. Nhưng anh em nào chơi là phải tự giác chuyển khoản anh em nhá. Nhưng mà mình sẽ chuyển một cái, gửi cái số tài khoản riêng nếu trường hợp anh em thua nhá. Chứ mọi người đừng chuyển luôn vào số tài khoản của mình, không nó nhầm lẫn. Chắn bóng thành công của Đinh Văn Duy, 20-14. Mỗi xét là 100 mà chia cho 3 xét là 33,3 đôi. Thì bây giờ điểm đến 20, khả năng xét này là đi khoảng 25 đôi rồi. Hai mươi mười bốn xử lý ngay hai chuyền, vâng, quá tuyệt vời, chưa thể ngờ được là Bùi Văn Mạnh hay như vậy anh em ạ. Mới có 15 điểm nhưng mà chuyền hai đã ghi trực tiếp 2 điểm bằng 2 pha xử lý 2 chuyền. Cú Văn Hoàn sẽ phát bóng rất khó. Chuyền 1 có vỡ hay không? Rất khó, cầu bóng tốt, tấn công cảm ơn, chưa được. Quá hay, đó lại là Đinh Văn Duy. 21-15 cho biên phòng. Tranh 34 là Thể Công đã thắng Hà Tĩnh với tỷ số 3-0. Nhưng các set đều sát nút anh em nhé. 25-21, 25-23 và 25-23. Bài tới rồi. Vâng, chắn đơn thành công của Ngọc Thuần. Ngọc Thuần vẫn đẳng cấp anh em ạ. 22-15, 22 thì khả năng là 30 đôi giày rồi anh em ơi. Vừa xong là mình thấy hơn 7.100 anh em nhé. Quá hay. Chắn bóng rất rát. Ôi, lần thứ 3 thì Bùi Văn Mạnh không thành công. Đường bóng hơi thấp. 23-15. Đình Bình xin tạm dừng trận đấu để hội ý. Rin Tây 10k xem là đẹp. Ok Rin Tây. Mất 100 đôi sói chú Thanh. Ok, chú mất chú hạnh phúc luôn. Thực sự là cái giá trị nó không quan trọng đâu. Nếu mà ước gì mà mình thua mà mình chuyển khoản tạch cái luôn thì xong. Nhưng mà ngại nhất là công đóng hà, đóng giày gửi cho mọi người. Nhưng mà có một cái niềm vui như này. Nếu mà biên phòng thắng ấy mà mình mất 100 đôi giày sói thì có hai niềm vui. Niềm vui thứ nhất là
Biên phòng anh em biết là mình lúc nào là cũng là fan cứng của các đội quân đội, và đặc biệt là biên phòng còn đang mặc bộ trang phục của thương hiệu VSD. Thứ hai nữa là 100 đôi giày này sẽ đi mọi miền tổ quốc của đất nước, sẽ lan tỏa cái thương hiệu ra. Đấy là hai cái niềm vui nếu mình thua. Còn ngược lại, nếu mà mình thắng thì các con có 50 triệu ở viện nhi, nên đối với mình cái gì cũng hạnh phúc anh em nhé. Nhưng mà nếu mà anh em bảo là tại lan tỏa thế sao chú không cho không đi, nhưng mà thực ra cái gì nó phải xứng đáng anh em ạ. Ngại nhất này công ngồi để đóng giày gửi đi cho mọi người, cái đấy là cái mà vất vả nhất đối với mình. Điểm số trên sân là 16-23. Thế nên dù sao chúng ta cũng phải chơi một kèo cho nó xứng đáng anh em ạ. Trọng tài đã bắt lỗi kỹ thuật của biên phòng và điểm bóng lúc này là 17-23. Ngồi xem có kèo này mới hay anh à, đúng rồi. Một chắn. Thế Khải chuyền bóng. Vâng, lăn xả của Trịnh Duy Phúc sang bóng. Rất kỹ thuật anh em ạ, quá kỹ thuật của Trịnh Duy Phúc. Vâng, phá chắn rất mạnh của Phạm Văn Hiệp và set point cho biên phòng 24-17. Khả năng phải thuê gọi là cái gì nhỉ? Không phải thời điểm mà gọi là thuê cái gì, khoảng 3 người đến mà chốt những quỷ dạy đi. Kiểu là 3 người ngồi đóng 3 ngày thôi. À, 1-2 ngày thôi. Ngại nhất để khâu đấy anh em ạ. Bóng chưa qua lưới và điểm bóng cho Ninh Bình 18-24. Cái công đấy là cái ngại. Biết đâu bất ngờ xét sau Thanh Tùng và Nghĩa vào khác. Nếu không thế thì làm gì còn thú vị của bóng chuyền. Đó là Phạm Văn Hiệp 3m anh em ơi, một pha tấn công từ biên ai 3m của đội trưởng đến từ Hưng Yên. 25-18 kết thúc hiệp đấu đầu tiên. Biên phòng đã có chiến thắng trước Ninh Bình. Hai đội đổi sân để thi đấu hiệp đấu thứ hai. Nghĩa giờ này yếu rồi, khả năng không được vào sân. Bạn yếu quá anh ơi, anh em thông cảm anh em, tại vì hôm nay nhiều anh em comment đâm ra nó hơi lác. Anh em thấy bộ trang phục biên phòng mặc của thương hiệu VSD đẹp không anh em? Quá đẹp. Nuột luôn ý nhỉ. Bộ này mà khả năng là thông tin mặc lại còn đẹp nữa anh Dũng ạ. Tại vì các cháu nó trắng. Đấy, đang là thiết kế cho nam thôi, còn thiết kế cho nữ đi. Vâng, con nữ mà anh. Nữ à? Vâng, anh Sơn vừa lấy 100 bộ cho đội Thanh Hóa. Thanh Hóa đúng không? Vâng. Hôm nào anh ủng hộ thương hiệu VSD đi anh. Buổi các cải tặng cháu đôi giày đi chú Thanh. Chú thì đơn giản nhưng mà tặng thì như kiểu nó thành cái gì đấy nó không hay cháu ạ. Nhất là anh em cuộc sống là cái gì cũng phải kiểu nó như nào nhỉ. Tóm lại là miễn phí thì nó sẽ không trân quý anh em. Vâng, không thật mà anh cứ hình dung cái gì miễn phí là không trân quý hết. Anh em mà cùng một đôi giày sói gọi là anh em nhận tặng không điều kiện từ mình anh em sẽ cảm thấy bình thường, nhưng cùng một đôi giày sói đấy anh em nhận được tặng từ mình bởi vì anh em thắng kèo là anh em thấy cảm xúc nó khác hoàn toàn ngay. Sao mọi người hô kinh hết, hô ai vào đấy? À, hot boy Quản Nghĩa vào anh em ạ. Đúng như những gì fan hâm mộ, Quản Nghĩa vào cái là khán đài hô ầm lên luôn. Nhưng mà Quản Nghĩa vừa lấy vợ rồi anh em nhá, vừa lấy vợ cách đây được hơn tháng rồi. Giờ bắt kèo làm sao được nữa nhờ. Giờ hết rồi em ơi, chắc phải hơn 100 người rồi. Anh chốt từ trên xuống. Trận đấu hiệp 2 bắt đầu 0-0. Vâng, một pha tấn công lọt càng của Ninh Bình 1-0. Quản Nghĩa chàng trai đến từ đất tổ Vua Hùng, Phú Thọ. Phú Thọ như mình đã từng comment rồi, Phú Thọ là cái nơi mà con người
có nghĩa là như nào nhỉ? Cái tên nói lên tất cả. Phú là giàu mà thọ là sống lâu anh em ạ. Phú thọ. Ôi trời. Bóng chưa qua lưới và điểm bóng cho biên phòng. Hạ một đều. Anh chị em đang xem đây là hiệp đấu thứ hai. Hiệp đấu đầu tiên thì biên phòng đã thắng các cầu thủ chủ nhà Ninh Bình anh em nhé. Chúng ta cùng chờ xem hiệp 2. Thể thức là 5-3. Ngọc Thuân 3-3 phát bóng. Phát bóng như đập anh em ạ. Đó là Phạm Văn Trung. Vâng, một pha phóng lao từ biên ai của Trung Ngọc Lặc. 2-1. Khi mà Trung Ngọc Lặc lên đồng, Quản Trọng Nghĩa tay trái lên đồng, Bùi Văn Mạnh tay trái lên đồng, thì chỉ có những cầu thủ tay trái mới có thể chống được biên phòng anh em ạ. Nhưng mà anh em nói nhỏ thôi, nhưng mai mà Việt Nam đấu với Thái Lan hay các nước thì anh em đừng mách là chỉ có tay trái với lại thắng biên phòng anh em nhé. Xong rồi, Cù Văn Hoan, Tú MC hay là Trung Ngọc Lặc. Một chân cao đầu lăn xả phòng thủ của Đinh Văn Duy. Vâng, trọng tài bắt lỗi chuyền hai chạm. 3-1 cho Ninh Bình. Rồi anh em ơi, Ninh Bình cố lên nào. Chung kết là cứ 5 xét là đẹp anh em ạ. Chè rất kín. Nhìn này, một mình Minh Đức bắt bà bắt truyền một, anh em thấy dã man không? Mà không cần phát ở Minh Đức. Quá hay, đó là chủ công đến từ Nam Định, một pha tấn công búa bổ. 2-3. Những người có chuyên môn, anh em mà chuyên một chút thì thích xem ở dọc sân này hơn. Nếu mà xem ngang thì anh em không thể nhìn thấy sân như vừa rồi, nhưng mà xem dọc này anh em thấy là tất cả dẹp một bên mà chỉ có gần như là một mình Minh Đức bắt 2/3 của sân. 2-3, Thế Khải phát bóng. Bóng, chắn bóng thành công của Duy Tiến. 3 đều cho biên phòng. Đây này. Thế Khải rất bay bóng ngoài sân. Và bóng đấy mà trong sân thì các cầu thủ Ninh Bình đã bó tay rồi. Năm ngoái cũng trận chung kết là Ninh Bình gặp biên phòng nhá. Những cố gắng của Ngọc Thuân nảy lửa rồi tất cả dàn cầu thủ của biên phòng nhưng mà cũng không thắng được Ninh Bình anh em ạ. Nhưng mà năm ngoái biên phòng không chưa có Thế Khải. Wow, và cắt bóng quá tuyệt vời của biên phòng. 4 đều cho biên phòng. Anh em thấy cái logo VSD đằng sau lưng không? Quá đẳng cấp. Vâng. Đó là pha bọc lót không hiểu ý giữa Văn Hiệp và Minh Đức. Hai cầu thủ đã xô vào. 5-4 cho Ninh Bình. Hơn 7.100 anh em rồi, chưa lên 7.200. Tú MC, cầu thủ rất nổi tiếng trong miền Nam. Phát bóng như đập. Đập bóng quá mạnh của Văn Hiệp. Một pha tấn công 3 hàng sau. 5 đều cho biên phòng. Minh Đức rất đẹp dài này anh em ơi, trắng. Chủ công 2K4 đến từ Nam Định. À xin lỗi, 2K2. Ngoài libero thì các cầu thủ thi đấu trên sân, Ngọc Thuân là cầu thủ lớn tuổi nhất anh em nhé. 1999. Bóng vẫn chạm chắn và ra điểm, đó là Trung Ngọc Lặc. 6-5 cho Ninh Bình. Triệu Tình trận đấu quá hay, đúng rồi, trận đấu quá chất lượng, quá đẳng cấp. Cù Văn Hoàn phát bóng bay. Một trong những cầu thủ phát bóng bay khó nhất Việt Nam. Đó lại là Ngọc Thuân, một pha tấn công căm sân.
Điểm bóng cho Biên Phòng 6 đều. 7K4 rồi anh em ơi. Rất tiếc là hôm nay mạng lag không có gì sẽ lên rất nhiều. Hôm nay mình xuống Bình Luận à? Hay là mấy hôm trước rồi? Em xuống từ đầu giải ở cùng đội luôn. Ở cùng đội thể công đi tập cùng luôn. À thế à? Vâng, bóng trong sân, pha tấn công 3 hàng sau trong sân. Bảy sáu từ hôm nhậu với anh Sơn với mọi người suốt mà sáng nào cà phê ông vào sân đây tập anh vâng. Đấy và anh ở sân Bình Dương đúng không? Anh Sơn ở Bình Dương nhưng mà ăn cơm bên đấy Thành Lợi, Thành Lợi đấy ở chỗ Hoàng Sơn. 7K5 rồi. Thế thì nó tập trung vào nước Nam thôi đúng không? Vâng. Hai chuyền quá đẳng cấp. Tưởng pha phối hợp như Nhật ý, nhưng mà chưa ra điểm. Lại là Trung Ngọc Lạc ba chắn. Tiếp tục Trung Ngọc Lạc đi. Đúng là Trung Ngọc Lạc một chắn. Yeah! Vâng, đường chuyền đẳng cấp của Bùi Văn Mạnh anh em ạ. Pha chuyền trước là ba chắn, pha chuyền sau là lừa, chỉ còn một chắn thôi. Nhưng không tấn công chéo sân nữa mà lại tấn công với Y. Tam sau cho Linh Bình. Đáng đồng tiền bát gạo. Chuyện này của Ninh Bình là bạn thân của Nam Đen, được đào tạo tại xã Nam Thượng. Nhưng mà là sinh ra ở Nam Thượng, được đào tạo bởi Ninh Bình ấy, Biên Phòng anh ạ. Là từ Biên Phòng hả? Vâng. Bóng chưa qua lưới. 9-6. Có thể là từ Biên Phòng, tham gia hiểu ý Biên Phòng. 7K7 rồi. Năm ngoái đánh cho Long An. Đúng rồi, này Long An. Tập cơ Biên Phòng bắt đầu lên hay cái thì bị thoát vị đĩa đệm. Nghỉ 2 năm xong tập lại đánh cho Long An năm ngoái. Năm nay chuyển về Ninh Bình. Có cái năm của Ninh Bình là Khơi à? Không. Phi à? Ờ Phi. Phi đang dự bị. Khơi thì nghỉ rồi. Tùng Khơi thì hôm nay đi Long An rồi. Tùng Tùng nào? Tùng Ngọc Lạc ấy. Không, hơn mét 8 thì bảy mấy ai vào sân ở đây? Không, hơn. Đấy là đứng ở trong sân thôi thế. Nếu mà bảy mấy thì có em ở trong sân thôi. Đúng rồi. Đây là truyền hai huyền thoại của Việt Nam thể công đấy. Minh Dũng, vừa huấn luyện viên trưởng đội Bộ Tư lệnh Thông tin nữ. Trận đấu tiếp tục 9-6. Hay là điểm đột phá của Ninh Bình là có Bùi Văn Mạnh, bóng không qua lưới và điểm bóng cho các cầu thủ Ninh Bình 16. Tại vì Bùi Văn Mạnh là được chính Biên Phòng đào tạo anh em ạ. Đập bóng quá mạnh, phòng thủ hay của Ninh Bình. Ninh Bình đang lên đồng anh em ạ. Bóng đã chạm chắn ra ngoài. 11-6 rồi. Anh Hóa. Trẻ Ninh Bình. Vâng, phá chắn thành công của Phạm Văn Hiệp. Anh Dũng ơi, em bảo thông tin có lấy cái bạn này được Nguyễn Thị Huy Thông ở xã gì Yên Thủy Hòa Bình ấy, mà về đánh đội nữ là đẳng cấp luôn, bạn cao 1m88, Nguyễn Thị Huy Thông, mà đi kéo các giải nam là vô địch từ đầu năm đến giờ. Đánh hơn đánh Hồng, đặng Hồng Thông. Vâng. Đánh hơn đặng Hồng nhiều. Thấy hôm nay đăng đấy bảo là mai cũng đi đánh đội nào ấy, Nguyễn Thị Huy Thông ấy. Đánh giải nam. Vâng. Đấy, thế nam hay nữ vừa vào đánh giải nam. Nhưng mà nó đánh các giải nam là đều được giải đấy. Chắn bóng thành công của Biên Phòng. Điểm bóng 81. Làm luôn đi để em liên lạc. Tối em liên lạc thôi. Nguyễn Thị Huy Thông mà đang xem live nhá là chuẩn bị để liên lạc. Chủ công luôn đó. Được chưa? 7K8. Hát tầm cao lắm. Tí nữa gái luôn á. Anh bầu lấy cơm rồi đấy. Ở đây chú có đây chú không ăn đâu. Có xôi rồi. Phòng thủ quai của Biên Phòng. Con gái luôn thì nó ok, không thì thôi.
Chắn bóng tốt của Ngọc Thuận. Ngồi đây ông. Bảo không phải mang cơm cho chú đâu nhá. Mày gọi đi không mang cơm cho chú đâu ông ơi. Đây, khán giả vừa mua cho xôi chim to đùng người ăn lấy đầu. Đây. Đấy. Chú bình luận, sức của bình luận. Thôi, bình luận trận này không cần gì. Anh em ơi, biên phòng lên rồi 9-11. Ngọc Thuận, 10-11 đây, bóng đã chạm trán và điểm bóng cho biên phòng 10-11. Nếu mà Nguyễn Thị Huy Thông mà là con gái thì ok. Nhưng mà khả năng nó nửa nọ nửa kia ấy. Thấy nó đánh khỏe như con trai nhỉ. Nhưng mà nó con gái. Ông nó giống hệt Hồng ấy. Ờ thế ok, tôi giới thiệu thử xem. Một tay của Văn Mạnh. Chắn bóng thành công của Khủng Long Thế Hải. Và bây giờ là 11 đều. Vâng. Pha chắn bóng của Khủng Long Thế Hải. Bốn điểm liên tiếp anh em ạ. 7-11 và bây giờ 11 đều. Bóng chưa qua lưới. 12-11. Cảm ơn hơn 7.800 anh chị em đang xem. Anh chị em đang xem đây là hiệp đấu thứ hai chung kết. Biên phòng áo trắng, Ninh Bình áo vàng. Hiệp đấu đầu tiên thì biên phòng đã có chiến thắng trước Ninh Bình. Và hiệp đấu thứ hai đang diễn ra trên sân là 12 đều anh em ạ. Ngọc Thuận phát bóng rất hồi hộp, phát bóng như đập. Quá mạnh. Vâng, phát bóng tấn công ăn điểm trực tiếp của Ngọc Thuận. 13-12. Tiếp tục một pha phát bóng như đập nữa của Ngọc Thuận. Quá hay, đó lại là Ngọc Thuận 33, chủ công đến từ thành phố Thái Bình. Với những pha cắt bóng khả năng là thế giới thì không nói, nhưng tầm châu Á rồi anh em ạ. À đấy, theo chia sẻ của một huấn luyện viên trong đội bóng nữ giàu truyền thống nhất, đó là Bộ Tư lệnh Thông tin, anh có chia sẻ là Ngọc Thuận được nhiều câu lạc bộ tầm cỡ đã mời rồi. Tầm cỡ anh em ạ. Nhưng mà với mình thì bây giờ ngay cả đội tuyển Nam châu Á, đội tuyển Nam Thái Lan thôi, cũng chả có ai có tầm cắt được như là Ngọc Thuận cả. Đây mình nói rõ ràng cụ thể nha anh em nhé. Đội tuyển Nam Thái Lan thời điểm hiện tại cũng chả có ai cắt tầm như là Ngọc Thuận bây giờ cả. Đấy. 14-12. 7-12. Biên phòng ghi 7 điểm. 7-11. Biên phòng ghi 7 điểm thì các cầu thủ Ninh Bình chỉ ghi được 1 điểm thôi. Vẫn là Ngọc Thuận phát bóng như đập, cực kỳ ổn định. Tú MC, vâng, pha tét bóng dài rất khó chịu. 13-14 cho Ninh Bình. Chia sẻ với tất cả gần 8.000 anh chị em đang xem nhé. Ngày hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3, cũng là ngày lễ và ngày truyền thống, ngày thành lập Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, kỷ niệm tròn 65 năm. Thường là ở Việt Nam là cứ 5 năm thì chúng ta tính tròn 5, 10, 15, 20. Và ngày mùng 3 tháng 3 năm 1959 là ngày thành lập Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Và hôm nay là ngày mùng 3 tháng 3 năm 2024, đúng ngày truyền thống luôn, ngày lễ lớn nhất của biên phòng toàn dân. Không có gì tuyệt vời hơn, hôm nay biên phòng có chiến thắng và nâng chiếc cúp tại nhà thi đấu thành phố Ninh Bình. 15-13 cho biên phòng, mà hiệp đấu đầu tiên thì biên phòng đã thắng.
Bóng không qua lưới, rất đáng tiếc. Một pha phát bóng bay có ý đồ khó của khủng long Thế Khải. Điểm bóng cho Ninh Bình 14-15. Ninh Bình có Văn Trung đến từ Ngọc Lặc Thanh Hóa, ngoài ra thì biên phòng. Vâng, chắn bóng thành công, đó là Cù Văn Hoàn cao trên 2 mét. Và điểm bóng là 15-15. Phạt rất khó. Hơi thiếu rồi. Cơ hội phản công. Bùi Văn Trung, không phải, 3-3 Quản Nghĩa. Yeah! Rất tiếc. Quản Nghĩa này dám vạch 3 mét anh em ạ. Điểm bóng ở biên phòng 16-15. Đội trưởng mẫu mực đến từ Hưng Yên, Phạm Văn Hiệp phát bóng cho biên phòng. Rất mạnh. Vỡ chuyền một rồi. Cơ hội để biên phòng gia tăng cách biệt. Ai đây? Minh Đức. Trọng tài về hơi dính bóng. Vẫn là Minh Đức, chắn bóng thành công. Và phản công không thành công. 16 đều cho Ninh Bình. Của Nghĩa là dám bạch. Hơn 8.000 anh em rồi, cảm ơn mọi người rất nhiều. Anh em à, quá đẳng cấp, đó là Quản Nghĩa. Quản Nghĩa đã trở lại rồi, 17-18, 17, xin lỗi, 17-16. Hơn 8.000 anh chị em nhá. Anh chị em nào à, nhìn thấy cái nút like của fanpage thì mọi người ấn vào mọi người nhá. Ấn vào đồng nghĩa với việc là theo dõi fanpage, để khi nào fanpage like stream các giải đấu, các trận đấu hay, các kèo hẹn thì sẽ có thông báo tự động từ Facebook gửi đến Facebook cá nhân của mọi người để mọi người kịp thời xem trực tiếp. 3-3 của Ngọc Thuần, 3 chắn thành công. Ninh Bình vượt lên dẫn trước rồi, 18-16. 8.200 anh chị em rồi. Mọi người ấn vào cái nút like nhá. Mọi người miễn phí, không mất gì đâu mọi người ạ. À. Mọi người ấn vào là miễn phí. Vâng, biên phòng đã hội ý. Và fanpage cũng không được cái gì cả, mình cũng không được cái gì. Nhưng mà mọi người ấn vào thì khi nào mình live stream các giải đấu thì sẽ có thông báo tự động từ Facebook gửi đến Facebook cá nhân của mọi người để mọi người nắm được thông báo và xem kịp thời anh em nhá. Ấn vào cái nút like của fanpage anh em ạ. Cái hình ngón tay nó ngược lên ấy. Đấy, cái nút like có nghĩa là cái nút thích cái hình ngón tay ngược lên, mọi người cứ ấn vào anh em ơi. Hơn 8.260 anh em rồi. Đấy mà muốn học phân đánh thì phải cho Tiến là đánh bay sau, còn đánh hợp lý, đánh lao trước. Đúng đánh, rồi. Đánh bay sau thì đánh 3-3 là rất khó. Còn lao trước phải cho Hiệp đánh. Ngoài ra thì anh em biết fanpage bóng chuyền HD Live là chuyên nghiên cứu phát triển những mẫu giày cày sân bê tông có lót, có đế giữa giảm chấn không đau gối cho anh chị em chơi bóng chuyền phong trào. Mà bây giờ các cầu thủ chuyên nghiệp như là Idol Quốc Duy cũng đi, đội trưởng Lê Đức Thuận cũng đi, à, Huy Thông. Vâng, lại là cơ hội phản công. Lại là Trung Ngọc Lạc. Hơi thấp anh em ạ, à, đường chuyền vừa rồi hơi thấp, bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho biên phòng 17-18. Sau khi hội ý thì biên phòng đã cắt được chuỗi lên điểm của Ninh Bình. Khoảng cách bây giờ là 1 điểm. Anh chị em quan tâm vào những đôi giày mà như Quốc Duy đi chỉ có 750.000 thôi anh em ạ. À. Sói đầu đàn. Giá chính thức là 890.000 nhưng mà hiện tại đang bán 750.000. Trường hợp chuyển khoản trước thì sẽ được tặng một túi sói VSD anh em nhé. Cực kỳ chất lượng và bao ship cho anh em. Anh em có nhu cầu thì nhắn trực tiếp vào fanpage này. Lại là Quản Nghĩa chắn bóng rất kín. Vâng, hai chắn không có đường ra và điểm bóng cho biên phòng 18-18. 18-18. Rất hồi hộp. Bình Đức rất tập trung phát bóng. Bóng bay rất khó. Quản Nghĩa bóng bung chắn ra ngoài. Điểm bóng cho Ninh Bình 19-18.
Cú Văn Hoàn phát bóng bay. Chuyền một tốt của Vũ Anh Tuấn. Ba anh sao không chắn. Bù chắn rất nhanh của Ninh Bình nhưng không thành công. Và điểm bóng cho biên phòng 19 đều. Thực sự là một trận chung kết đáng đồng tiền bát gạo anh em ạ. Ninh Bình thắng lấy một hiệp cũng được. Ít nhất trận đấu 3-1, 3-2 thì sẽ hay. Lại là Trung Ngọc Lạc. Vâng, một pha tấn công ngọt lim từ hàng sau. 20-19 cho Ninh Bình. Ngoài ra thì bên Ninh Bình còn có Nguyễn Đức Hoàng anh em nhé. Chàng trai đến từ ngay chiến khu Ngọc Trạo, Thạch Thành, Thanh Hóa. Mình tin rằng nếu mà biên phòng để thua trong hiệp đấu này thì hiệp đấu tới đây rất nhiều khả năng là Đức Hoàng sẽ được vào sân anh em ạ. Thay vị trí của Phạm Văn Hiệp chẳng hạn. Vâng, Phạm Văn Hiệp đập rất ngon. Nhưng mà người có vẻ cũng hơi lảo đảo rồi anh em ơi. Phạm Văn Hiệp giải này là yếu anh em nhé. Kể cả trước khi đó tham gia giải hội làng là cũng đang yếu, đang có chấn thương cổ chân nhẹ. 20 đều. Nhưng đây cũng chỉ là một giải giao lưu thôi. Vì hôm nay tính chất là ngày truyền thống, đâm ra biên phòng phải cố gắng thi đấu thôi. Chứ còn bình thường cũng không dám mạo hiểm để những chủ chốt như Phạm Văn Hiệp thi đấu đâu. Tấn công ra ngoài. Biên phòng vượt lên dẫn trước rồi. 21-20. Đây. Đi ra kia hoặc lên đây. Đây vướng. 8.600 anh em rồi. Lên 9.000 đi nào anh ơi. 9.000 để Linh Bình thắng. Mình được xem 4 set đi. Lan xả phòng thủ. Cố lên. 22-20 nào. Đập bóng rất mạnh của Phạm Văn Hiệp. 22-20. Anh em thấy nỗ lực của đội trưởng biên phòng. Đã ngã lăn ra rồi. Ninh Bình xin tạm dừng hội ý. Thực sự là một trận đấu đáng đồng tiền bát gạo. Thực sự là ngày hôm nay nếu biên phòng chiến thắng là một ngày cực kỳ tuyệt vời. Biên phòng chiến thắng sẽ làm bước đệm để giai đoạn 1 giải vô địch quốc gia thi đấu thành công thăng hoa và cúp Hùng Vương tiếp tục bảo vệ chức vô địch. Tiếp theo là cuối năm sẽ lên ngôi vô địch rất lâu rồi. Chỉ còn đúng một danh hiệu duy nhất là vô địch quốc gia. Đinh Văn Duy, Trần Minh Đức, Phạm Văn Hiệp, Nguyễn Ngọc Thuần, Trương Thế Khải và Nguyễn Duy Tuyến chưa có anh em ạ. Đúng một danh hiệu cuối cùng thôi, đó là chức vô địch giải vô địch quốc gia. 22-10 cho biên phòng. Vâng, phòng thủ 6 lùi. Bóng ngoài sân rồi và điểm bóng cho Ninh Bình. 21-22. Anh chị em đang xem đây là hiệp thứ 2 trận chung kết anh em nhé. Giải đấu được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Biên phòng áo trắng, Ninh Bình áo vàng. Phát bóng tấn công của Quản Nghĩa. Vâng, cơ hội phản công. Biên 4, Phạm Văn Hiệp. Vâng. Biên phòng xin challenge trong pha bóng này. Ý là Ninh Bình chạm lưới. Trường hợp Ninh Bình chạm lưới thì sẽ mất điểm trong pha bóng này. Còn trường hợp Ninh Bình không chạm lưới thì biên phòng mất điểm trong pha bóng này. Vì tính chất căng thẳng, đâm ra ban huấn luyện của biên phòng thấy cơ hội là đã challenge luôn rồi. Rất hồi hộp. Điểm cực kỳ quan trọng. 22 đều hay là 23-21. Vâng, rõ ràng Ninh Bình đã chạm lưới rồi. Và điểm bóng cho biên phòng. 23-21. Đúng không? Thế là lại sai đấy. Tôi đi sai. Qua hai pha bóng rồi. Còn đưa bóng sang, nếu mà chạm lưới là phải đi cả hai, cuối cùng đưa bóng sang. Nó đã qua thời điểm rồi đúng không anh?
Chắn bóng thành công của biên phòng và điểm bóng set point cho biên phòng 24-21. 24-21 rồi. Nghe sư truyền bằng em không? Đẳng cấp đấy, đội tuyển quốc gia bao năm ấy. 8.800 anh em rồi. Set boy phát bóng tấn công của Ngọc Thuần. Đó là Quản Nghĩa. Bóng ngoài sân chưa chạm chắn và 25-21 kết thúc hiệp đấu thứ hai. Biên phòng tiếp tục vượt qua Ninh Bình 2-0 cho biên phòng. Hai đội đổi sân để thi đấu hiệp đấu thứ ba. Hy vọng rằng Ninh Bình sẽ có một hiệp thắng anh em ạ. Đây anh Phi đây. Chuyện này anh Phi. Á? À? Đúng rồi, 3-1, 3-2 là đẹp. Kiểu gì chắc thay rồi. Chuyển hai đều là lấy về chứ có phải là đào tạo lên đâu. Lấy về nhưng mà Phi cũng chuyển được 1-2 năm rồi. Chuyển hai mà, chuyển kia thì đâu. Này của Trà Vinh đúng không? Thằng này á. Nó là cái gì nó là như kiểu đắk lắc. Đây lên tuyển rồi mà. Chúng ta có hơn mấy thằng kia. Không hiểu tại sao lại có dùng nó. Nó phải dùng ai. Xin mời anh chị em trở lại với hiệp thi đấu thứ 3. Qua 2 hiệp đấu, biên phòng đang tạm dẫn Ninh Bình với tỷ số 2-0. Với các điểm số qua từng hiệp đấu, hiệp 1 25-18, hiệp 2 25-21. Em ở bên Hòa Bình à? Vâng, em Hòa Bình. Có bạn nào mà cái gì thị gì đấy? Thị thông. Thị thông à? Thị phải không? Nó con trai nhưng mà nó BD. À BD chứ chứ út. Không, nó con trai thì thôi. Văn Mạnh phát bóng 0-0 hiệp 3. Và một pha bóng trên gần phòng thủ sáu lùi của ai. Quản Nghĩa 3-3 của Tú MC. Như bóng hơi ấy, không biết làm nào. Lăn xả phòng thủ của Minh Đức. Hàng sau của Ngọc Thuần. Vâng, pha tấn công dọc biên thành công. Điểm đầu tiên của hiệp đấu thứ 3 đã thuộc về biên phòng 1-0. Ngọc Thuần phát bóng tấn công. Chuyển một tốt của Trịnh Duy Phúc. Biên 4. Chắn bóng thành công và chắn chốt đi quá hay giữa Phan Hiệp và Thế Cải. 2-0. Ba không mà trận này 3-0. Thế là 3-0 thôi. Chắn bóng rất rát của biên phòng anh em ạ. Vẫn 2-3 chắn. Vâng, không có đường qua. 3-0 cho biên phòng. Biên phòng hôm nay chiến thắng thì thực sự là cái gì đấy, không phải gọi là cái kết có hậu, nhưng mà là một cái gì đấy quá tuyệt vời để làm
bàn đạp để năm nay biên phòng lên vô địch giải, vô địch quốc gia. Vâng, đã có sự khè nhau rồi anh em ạ. Phụ công Hùng Cường đã vào sân và sau khi ăn mừng đã có một pha đấm bóng lên trời nhìn sang bên phần sân của các cầu thủ biên phòng. Khả năng hiệp 3 sẽ hay anh em ạ. Với những pha nhìn nhau âu yếm toàn lòng trắng, đôi mắt hình viên đạn. Quản Nghĩa phát bóng, 1-3. Rất khó. Pha chắn rất mạnh của Văn Hiệp từ biên ai, 4-1 cho biên phòng rồi. Ba không rồi. Kể Ninh Bình thắng được hiệp thì hay nhỉ. Khó. Vỡ trận rồi. Quá hay, 5-1 cho biên phòng, quá tuyệt vời. Đó là Duy Tuyến. Vâng. Đó là Tú MC. Vâng, một pha tấn công dọc biên thành công. Trọng tài quyết định bắt lỗi. Bóng đã chạm cọc giới hạn và điểm bóng cho biên phòng 6-1. Trận hiệp 3 này khả năng 25-12 anh em ạ. Minh Heo 3-0 cho biên phòng, 100 đôi sói VD len lỏi khắp mảnh đất hình chữ H. Ok, anh cảm ơn Minh Heo. Vâng, bóng trong sân có phần may mắn. Anh em thấy hàng chắn của biên phòng theo rất kín anh em ạ. Rất ít khi một chắn, đều là hai chắn và ba chắn. 2-6 cho các cầu thủ Ninh Bình. Chắn bóng thành công, 3-6 cho Ninh Bình. Ngồi ở cạnh mình khả năng có cổ động viên của Ninh Bình cứ hô bảo là biên phòng đánh thắng thì không ra cửa được đâu. Truyền lên cho biên phòng bảo thôi đừng đập nữa. Rất máu. Vâng, đã có những khán giả bỏ về rồi. Biết đâu lại có bất ngờ anh em bỏ về lại ân hận. Nhưng mà chắc là khán giả trên đường xem live lại quay lại mà. Bóng ngoài sân, một pha cắt. Vâng, 4-6 rồi anh em ạ, rất bất ngờ. Như mình đã chia sẻ rồi, cái hiệp thi đấu thứ ba là hiệp cực kỳ quan trọng của tất cả các trận đấu. Nếu thắng 2-0, hiệp 3 là hiệp cực kỳ quan trọng. Một là đè luôn, hai là cái đội mà thua rồi không còn gì để mất. Đội thắng 2-0 thì thường chủ quan, gọi là con nhà giàu. Lúc ấy lại có tiền ăn chơi. Rất nguy hiểm ở hiệp đấu thứ ba. Bóng leo lưới ra ngoài, chưa chạm chắn. Và điểm bóng cho Ninh Bình, 5-6. Anh vừa nhắn tin cho thầy, tầm màu kia chuẩn bị quần áo để bố về, xong rồi đi về 3-0. Thì bây giờ khả năng lại phải nhắn lại. Chưa biết. 3-0 á? 3-0. Cái set 2. Set 2 là biết không? Đến điểm thứ 10 thì biết. Nếu mà đuổi được đến điểm thứ 10 thì chưa biết chừng. 6-1 và bây giờ 5-6 rồi. Phòng thủ 6 lùi. Đánh điều chỉnh thôi, đúng rồi. Chắn đi. Lăn xả phòng thủ không được rồi, nỗ lực cứu bóng không thành công. Vâng, hot boy Quản Nghĩa đã lăn xả. 7-5 cho biên phòng. Này gọi nó bảo từ từ đã không có. Lại chuẩn bị nó ra nó đợi xe. Phá chắn rất mạnh của Tú MC và điểm bóng cho Ninh Bình. 6-7.
quá nhỉ. Vâng, em không hiểu sao dạo này không bị Covid mà lại tóc bạc nhiều thế. Quá đẳng cấp của Duy Tiến. 8-6 cho biên phòng. Hiệp trước thì biên phòng để Ninh Bình dẫn với tỷ số 12-7 anh em nhé. Mà vẫn bật thắng được. Hiệp này đang dẫn 8-6. Cứ tầm khoảng 15-12, biên phòng dẫn 15-12 thì chắc luôn. Đó là Phạm Văn Trung rất tự tin. 7-8 cho Ninh Bình. Tuấn MC phát bóng tấn công rất khó. Vâng, cơ hội. Và tấn công cảm ơn nhưng mà không qua được hàng chắn. 8 đều cho Linh Bình anh em ơi, 8 đều rồi. Mình bảo ít nhất là Linh Bình thắng được một hiệp thì sẽ hay. Nhưng mà đến giờ này vẫn hồi hộp lắm anh em ạ. Thực sự là bây giờ mà Ninh Bình có dẫn đến khoảng 4 điểm thì mình cũng không tin vào điều gì cả. Cứ phải còi kết thúc. Cơ hội phản công. Cú Văn Hoàn chuyền bóng, bỏ bóng đi. Vâng, một pha tỉa bóng thành công của Quản Nghĩa. Quyết định là bóng ngoài sân. Điểm bóng cho biên phòng 9-8. Anh em ơi, có cái số Zalo vừa ghim là 0989202998. Anh chị em nào có nhu cầu cần tư vấn về giày cày bê tông có đế giữa giảm chấn không đau gối thì mọi người nhắn vào đấy nhá. Hoặc là những bộ trang phục thi đấu. Một chân sau đầu. Còn nỗ lực, Cú Văn Hoàn lăn xả không thành công. Và điểm bóng cho biên phòng 18. Rất hồi hộp. Đấy, anh em thấy không? Mình bảo là Ninh Bình mà dẫn biên phòng đến 4 điểm là mình cũng thấy hồi hộp. Chưa chắc chắn anh em ạ. Khi mà dẫn 6-1 đuổi lên đến 8 đều thì bây giờ biên phòng lại dẫn 18 rồi. Quá biết chắn đâu rồi. Quá nhìn thấy chắn đâu rồi. Gọi cho Huy Thông không có đi đánh được nữa. Đập bóng quay của Trung Ngọc Lạc. Gần như là ngồi trên lưới anh em ạ. Anh em nhìn thấy Trung bật như là treo người trên lưới. 9-10 rồi. Anh chị em đang xem đây là hiệp đấu thứ 3 trận chung kết. Hai hiệp đầu tiên, hiệp 1 và hiệp 2, biên phòng thắng. Hiệp 3 điểm số đang là 9-10, biên phòng dẫn 1 điểm. Vâng, cắt bóng trên cần của Ngọc Thuần. 11-9. Một pha cắt bóng dọc biên trên cần. Xin chào 8.600 anh chị em nhá. Lúc nãy là 8.900 rồi, bây giờ xuống 8.600. Nhà thi đấu Ninh Bình nếu chật kín chỗ là 5.000 anh em nhé. Nhưng anh em đang xem trên live là 8.600 anh chị em. 10-11 cho Ninh Bình. 10-11 rồi. Bùi Văn Mạnh, Nam Thượng, Kim Bôi, Hòa Bình phát bóng. Hòa Bình à? Hòa Bình đấy. Phát bóng bay. Đó là khủng long Trương Thế Khải. Một pha đào giếng tại sân. 12-10 cho biên phòng. Các cầu thủ biên phòng đã có 2 xét thắng và xét 3 đang thi đấu rất tự tin, đang cực kỳ tươi. Lại là phát bóng như đập của Ngọc Thuần. Sẽ là 15-10. Một quả rồi, bóng ra ngoài chút xíu anh em ạ. Mình nghĩ sẽ là 3 pha phát bóng ăn điểm trực tiếp. Không phải 11-12. Ở đây ít nhất là có 100 anh em chơi kèo hôm nay rất hồi hộp. Thực lòng luôn. Bản thân mình cũng hồi hộp anh em ạ. Mình là kết quả thế nào cũng là người chiến thắng mà mình còn cảm thấy hồi hộp. Huống hồ anh em là chỉ có một cửa chiến thắng thôi. Vâng, tấn công với quá đẳng cấp của Minh Đức và điểm bóng cho biên phòng. 13-11. Về đi,
Anh Ken hồi hộp thật anh ạ, đúng không? Anh nói đúng tâm lý của mọi người đúng không? Anh đây là kết quả thế nào, anh cũng là người chiến thắng mà anh cũng còn hồi hộp đây. Anh chỉ muốn trận đấu nó dài thêm, hơi thiếu. Ô, quá khéo anh em ạ. Tay trái mà bóng đã thu ở bên trong, nhưng mà vẫn tỉa được dọc biên, quá khéo của Phạm Văn Trùng. Nếu có gì đấy để mà Ninh Bình có hy vọng và duy trì bám đuổi được biên phòng thì chắc là đặt niềm tin rất lớn vào đối chuyền Phạm Văn Trung đến từ Ngọc Lặc Thanh Hóa. Cần những pha bóng bùng nổ của Phạm Văn Trung. Biên 2, vâng, một pha tát bóng vỡ bóng của Phạm Văn Hiệp luôn. 14-12 cho biên phòng. Mười bốn mười hai, một pha phát bóng ăn điểm trực tiếp nữa là 15-12 là trận đấu coi như kết thúc anh em ạ. Rồi bóng chưa qua lưới, điểm bóng cho Ninh Bình 13-14. Tám ngàn tám trăm bao nhiêu rồi anh em ơi, lên đến 9.000 đi, xong rồi ai chụp cho mình màn hình 9.000 cái nhỉ? Lâu lắm rồi like lại lên cao. Tranh chấp lại là Minh Đức hay là Phạm Văn Hiệp. 3-2, 3-3. Bóng lọt cảng, đó là nỗ lực tấn công của Ngọc Thuần, đường chuyền hơi thấp. 15-13 cho biên phòng. Chủ công Minh Đức đến từ Nam Định phát bóng, sẽ là những pha phát bóng bay rất khó, cực khó luôn. Cấu của túi MC vỡ truyền một rồi, xử lý ba chắn. Vâng, anh em thấy ba chắn của biên phòng như một bức tường luôn. 16-13 rồi, thôi 3-0 rồi anh em ạ. Mình bảo 15-12 thì 16-13 thì cũng thế. 9K 2 rồi, anh em nào chụp cho mình phát 9K 2 rồi. Anh ơi, 9K 2 rồi anh em ạ. Đọc chụp cho anh phát. Lại là Văn Trung, bóng ngoài sân rồi. 17-13. Ninh Bình xin tạm dừng hội ý. Anh em này lên đi, mình chưa kịp chụp anh em này. Đấy, chụp rồi. Chụp Văn nha. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Ôi, nó xuống 9K1 rồi. Đây là hiệp đấu thứ 3 rồi anh em nhé. Này 9K2, ok anh em, chụp nha anh em nha. Cảm ơn anh em. Anh em không phải gửi chụp màn hình cho mình đâu, mình chụp rồi nhá. Không anh em gửi đến chụp là nó bị lẫn đấy. Trận đấu tiếp tục. 17-13. Minh Đức phải phát bóng hết sức cẩn thận, tại vì sau khi hội ý là đấy, đập bóng rất chắc, rất nhiều kinh nghiệm. Anh em thấy hội ý, anh em chơi kể cả hội làng các thứ, hội ý hoặc là cái gì đấy, dừng trận đấu là trở lại anh em phải đập bóng thật kỹ. Phát bóng quá khó của Minh Đức, lại vỡ chuyền một. Ngọc Thuần bỏ ngay của... Đó là pha bỏ ngay của Đinh Văn Duy, đã phải trả lời bằng một pha tấn công của Văn Trung. 14-17. Quá hay anh em ạ, à. Đó là pha lao ngắn của Duy Tiến vỡ sân luôn. 18-14. 3-0 rồi anh em ạ, à. Không chống được nữa rồi. Đến giờ phút này là lên đến điểm thứ 19 là anh em có thể gửi lời chúc mừng biên phòng được rồi. Đó là Ngọc Thuần và là 19-14. Vâng, Ninh Bình đã không dậy được nữa rồi.
Biên phòng bây giờ là ao trình rồi. Mười chín mười bốn. Biên phòng sẽ là một bước chạy đà quá tuyệt vời. Bóng đã chạm tay trong sân. Chủ công trẻ đã vào thi đấu thành công. 15-19. Vâng, Cao Ngọc Khang, chúc mừng các anh em được giày. Mình cũng chúc mừng các anh em được giày nhé. Nhưng anh em nhớ là như mình đã nói từ lúc đầu tiên rồi nhá, nhận giày anh em trả phí ship nha anh em nhá. Phí ship 30k thôi. Vâng, bóng chưa qua lưới, 16-19 cho Ninh Bình. Ngoài ra thì khi nhận giày anh em đi thấy ok ấy, thấy êm, thấy đúng như những gì mình chia sẻ, thì có anh em nào ở gần khu vực của anh em mà có nhu cầu cần đến giày thì mọi người giới thiệu để ủng hộ VSD anh em nhá. Chỉ có VSD mới chơi những cái kèo vui như thế này thôi anh em ạ. Mình sẽ gửi đúng 100 đôi giày đi. Và mình sẽ nhắn tổng kết tất cả những anh em nào nhận, mình gửi cho anh em nào mình sẽ đăng trên Facebook hết anh em nhé. Để cho trò chơi thật fair play và thật công bằng. Đấy, mình đã nói trước khi chơi rồi là anh em nhận giày thì là trả phí ship. Phí ship khoảng 30 ngàn thôi. Hai nữa là anh em nhận giày nếu mà đi cảm thấy ok ấy, thì anh em giới thiệu cho mọi người ủng hộ cho thương hiệu VSD để VSD phát triển. Rồi lại tiếp tục quay lại phục vụ cộng đồng. Còn ngoài ra nếu trường hợp anh em thua thì chuyển khoản vào số riêng của mình anh em nhé. Ủng hộ thì cũng chuyển số riêng. Không còn nó đỡ nhầm lẫn. Trở lại với trận đấu 16-19. Nhưng mà đến giờ thì trận đấu coi như là an bài rồi anh em ạ. Phòng thủ hay. Đó lại là Văn Trung. Lần thứ hai của Văn Trung. Vâng, một pha tấn công đập đất đã vào đầu của Minh Đức rồi. Vâng, bóng đã nảy lên vào đầu và 17-19 lại hồi hộp rồi anh em ạ. Mình thì không vấn đề gì cả nhưng mà chắc chắn 100 anh em lại hồi hộp rồi. Vâng. Các đội đã đến đây để chuẩn bị bế mạc trao giải rồi, khả năng lại phải ngồi xuống rồi. Các đội nhất nhì ba của nữ đã đứng quanh sân rồi để vào nhận chuẩn bị bế mạc nhưng mà không biết thế nào. Ôi giời ơi, trọng tài ơi. Phải bắt lỗi được rồi đúng không? Vâng, 18-19 hồi hộp chưa anh em ơi? Hồi hộp chưa anh em ơi? Tuấn Trọng ơi, cảm ơn ba trước. Anh ơi, có giày nữ không ơi? Có size từ 38 em nhá. Mười tám mười chín rồi anh em ơi. 3-2 của Văn Hiệp. Vâng, pha cắt kỹ thuật trên cần của Ngọc Thuần. 20-18 cho biên phòng. Anh em có hồi hộp không anh em? Bây giờ phải hồi hộp thực sự luôn. Khoảng bây giờ mình là nếu mà như anh em là phải 22-18 mới chắc cú anh em ạ. 19-20 thì chưa biết chừng. Vâng, chắn bù thành công của Ngọc Tuân và 21-18. Xong rồi. Các cầu thủ biên phòng có dấu hiệu buông xuôi rồi. Sẽ là một pha tấn công của phụ công số 14 Hùng Cường nhưng mà không ra điểm. Xong rồi là 22-18. 22-18 cho biên phòng là đúng kịch bản. Anh em nhìn Hùng Cường số 14 này, phụ công tấn công này. Và là điểm bóng cho biên phòng 22-18 này. Điểm đi. Không phải, vẫn là Phạm Văn Trung. Bóng chạm tay chắn, chính xác là bóng đã chạm tay anh em ạ. Bóng chạm tay. 19-21. Anh em ơi, hồi hộp không? 20 hay là 2? Vâng, pha cắt trên cần của Ngọc Thuần đó là 22-19 anh em ạ. Ninh Bình đã bắt đầu gãi tai rồi. Thực sự là biên phòng ao trình anh em ơi. Thôi ông Ngọc Thuần ông phát nốt 3 quả kết thúc đi. Phát bóng tấn công của Ngọc Thuần.
23-19, 3-3. Vâng, pha đập như búa bổ và 23-19. Hết hồi hộp rồi anh em ơi. Hết hồi hộp rồi anh em ơi, 23-19 rồi. 9.300, chụp ngay 9.300. Pha phát bóng ăn điểm trực tiếp, Messboy 24-19. Rất mạnh, chưa được. Lăn xả phòng thủ, Messboy đập bóng ngoài sân và Messboy cho biên phòng. 24-19, 3-0 rồi, xin chúc mừng 100 anh em. Mình sẽ chuyển dần dần trong vòng khoảng mấy ngày anh em nhá. Mỗi ngày khoảng 30 đôi. 9.400. Vâng, pha phát bóng lòng tay. Vẫn còn Nguyên lăn xả phòng thủ của Vũ Anh Tuấn. Ngọc Tuấn, một pha tấn công ra ngoài rất đáng tiếc. 20-24. Khán giả về rồi anh em ạ, à, về hết rồi. 9.400 rồi nha. Anh chụp được không biết 9.000 mấy. Rồi anh cảm ơn. Anh chụp được 9.300. Anh em nào chụp 9.400 thì gửi nhá, 9.300 thì thôi không gửi. Xong rồi. Lan xả. Bóng không qua lưới và kết thúc. 25-20, Biên Phòng đã có chiến thắng tuyệt đối. 3-0 trước Ninh Bình. Xin chúc mừng Biên Phòng. Chia sẻ với Ninh Bình. Và Biên Phòng là đội duy nhất